bắt đầu. Sẵn sàng xuất kích. Tất cả các mũi chú ý, bắt đầu chiến dịch. Ô tô 7 chỗ tiến lên. Mày chèn chặt các lối ra vào trên tầng 3 chưa? Dạ, em chèn cẩn thận lắm rồi ạ. Em mang cả ban ra chèn rồi anh ạ. À, xin đâu? Canh con kia, nếu bị tấn công, xịt cho nó một phát. Còn thằng này, có trách nhiệm trừng trị lão già. Miễn là nó đừng chết là được. Tất cả chúng mày, cùng tao chống lại cảnh sát. Hôm nay, còn bát gạo nào cũng phải nấu. Anh ơi, chống làm sao được, cảnh sát đặc nhiệm, họ đấm một phát là đi. Thằng ngu, tao biết chứ, nhưng họ không dám, vì họ còn phải lo cho hai đứa kia, hiểu chưa? Còn mày yên tâm đi, tao xem phim Mỹ nhiều, tao biết, thế nào họ cũng cho ô tô đến, rồi họ phục trong xe, mình ra là họ tấn công liền. Chuyện này tao rất có kinh nghiệm. Trong nhà chú ý, xe ô tô đã có. Tôi nhắc lại, xe ô tô đã có. Tôi muốn được nhìn thấy mặt hai con tim. Tôi xin nhắc lại, yêu cầu của các anh đã được đáp ứng. Ô tô đã đến. Tôi muốn nhìn thấy mặt hai con tim. Đồ con kia ra đây. Báo cáo, có 4 tên đến bên ban công phòng ngủ nhìn xuống. Còn 1 tên nữa, xem hắn ở đâu. Có thể nó canh ở dưới nhà. Sức khỏe cô thế nào, cô Minh Lý? Tốt, bây giờ thế này, chúng tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ an toàn cho cô và Tony Nguyễn. Nhưng trước hết, cô và Tony Nguyễn phải làm tất cả những gì mà họ yêu cầu. Tôi nhắc lại, phải thật bình tĩnh. Tôi nghĩ họ không có ý hại cô và Nguyễn đâu. Chúng tôi đã chuẩn bị tiền và xe theo yêu cầu của họ. Nên hãy thật bình tĩnh, làm theo yêu cầu của họ. Báo cáo, đã phát hiện ra tên thứ 5, hắn đang ở dưới sân tầng 1. Tốt, mũi đột nhập 1 hành động. Chú ý tên gác ở dưới nhà. Chăm sóc cho anh Nguyễn và yên tâm nhé. Rồi, cảm ơn. Các anh dẫn Tony Nguyễn ra đây. Lôi đi ra. Bây giờ chúng tôi sẽ cho ô tô đến. Ô tô vào. Anh mở cổng cho xe ô tô vào.
ngoài cổng. Tất cả lùi hết ra xa, không ai được đến gần. Người của tôi sẽ kiểm tra xe. Được. Mũi 2 rút về vị trí tập kết. Mày xuống bảo phòng ngoài kiểm tra xe ô tô. Nếu thấy an toàn thì vẽ tay ra hiệu cho tao. À đây, xem tiền nong thế nào nhá. Tổ bắn tỉa chuẩn bị phương án 2. Nếu phát hiện thấy con tin gặp nguy hiểm, lập tức nổ súng không cần lệnh, nhưng không được bắn chết. Rõ. Mũi 1 chuẩn bị. Đó. Khó ngồi im đấy. Mình. Đã khống chế được đối tượng, con tin an toàn tuyệt đối. Cảm ơn các đồng chí. Báo cáo giám đốc, anh em đã hoàn thành nhiệm vụ. Phương án của cậu khá lắm, không đổ một giọt máu. Ta vào xem sao chứ hả? Vâng.